ta đèn quay quay mặt. Chắc lấy vừa thôi chứ lấy ra hết được. Thả lỏng nhá, đau lắm à. Thật ra nó vẫn khó lấy. Ai đây? À sau lưng á. Ai sau lưng? Ủa em nghe tiếng giống có ai đứng sau lưng em à? Anh bỏ chân lên dưới em đúng không? Em nghe tiếng ai đứng sau lưng mình. Tưởng bị loạn đấy nhá. Nếu con bự bự cho đẹp. Hậu ơi, thì thôi thấy Cali đăng cái hình hái bưởi lên kìa. Ừ. Chị nhắn tin vô tin là bưởi nhà ai ngon vậy và kêu bưởi khách sạn. Sao chị trả lời là không, bưởi nhà trồng á. Mất rượt. Đăng hình bà mặc vào bikini ở trong hái bưởi á. Cali bây giờ phải đúng chất là sống cho bản thân nữa. Ừ. Là mẹ của anh Bi đó. Thằng Vi nó quay chục cái. Thì to thôi, cho cái nhỏ dần ra thôi, có cần hay cả. Nhỏ mô thì bây giờ mình lấy con to trước anh, hồi nữa mình quên là mình lấy con nhỏ tiếp đi. Chứ thật ra nhỏ của hắn nhưng mà là to đó anh. Chứ không phải nhỏ kiểu bình thường đâu. Em nghĩ lấy một chỗ mà lấy cả to nhỏ sẽ ok hơn. Nó sẽ đều cái video. Cái này thấy video em thay nhỏ. Hả? Video này hả? Anh thấy to đùng mà. Video này mà nhỏ nữa anh hả? Dài à? Em thấy bộ to đùng quá. Anh em đi lọt quay nữa, một xí xí nhỏ gì này. Đi là sức kiện ngon lắm rồi đó.
một khô dính. Đấy, ở ngoài con ấy. Mọi thấy quá. Hết video nghỉ xem chị. Hết video nghỉ xem. Đau quá à? Không, mở tay. Em mở tay à? Không, chị mở tay. À không, chị thì bình thường. Kiểu mỏi mỏi đó thôi chứ. Lấy hết em ạ. Cho tiết kiệm thời gian cho khách họ về nữa. Không có đâu lắm. 6 giờ. 6 giờ là khoảng... Mong em cố gắng được cho hết thôi nhé. Nhưng mà tuần em phải đi một lần nhá. Trong một này mà em đi lâu lâu đi lần là nó quay lại từ đầu như thế này này. Đi lần đầu. Em lâu lâu mới đi. Đi mấy lần rồi? Em 2 lần, 2 tuần. Lại không có thời gian nữa. Có hề xui. Buổi tối á? Tối là mấy giờ rồi? Tối. Buổi tối á em. Ở bên Tân An á, có mấy chị á. Có mấy chị làm ở bên lớp 1 á. 7 giờ, 7 giờ có không chị? Có. Tới 9 giờ không? Có. Thế làm, nói chung nhận trước 8 giờ. Ừ. Nhận 8 giờ làm đến 9 giờ nghỉ em. Ừ, cái phải không? Ừ. Mà nãy em qua Tân An em thấy đóng cửa không? Ừ, ý là do ngày hôm nay khai trương ấy. Mấy chị qua đây hết á. Còn bình thường là bên cũ này nhá. Đấy là do ngày đi khai trương là nhân viên qua đây thì làm khách hết em này. Còn mai là trở về bên là bình thường. Thế là từ mai làm hai bên luôn á, chứ không phải là bên này đâu. Chạy xong xong luôn. Mấy phút rồi? Đủ đủ mùa nhân viên mỗi cái đủ đủ dư luôn á, thừa về có gia đình ăn thì được chứ về có gia đình ăn thì có một mình ăn thì ăn sao nổi được. Chị lo là chỉ cần đẹp là được thôi. Tủ lạnh đang dưới có chỗ đấy. Mỗi tủ bốn cách là không đủ để là biết rồi. Mấy phút rồi? 10 phút, gần 10 Thank you.